Xin chào cả nhà, xin chào cả nhà đã quay lại với kênh Ly Family. Hôm nay đi làm về ăn tô bún bò Huế này cả nhà ơi. Hôm nay làm bận quá thì buổi sáng này mình có nấu sẵn một nồi bún bò Huế rồi. Thì đi làm về thì có ăn thôi, trời ơi, thơm phức mùi xả luôn cả nhà ơi. Còn đây là cái hộp sa tế mình làm, mình để trong để dành này, khi nào mình ăn thì mình bỏ vào. Đây là ớt sa tế nha cả nhà. Ăn bún bò Huế là có phải có ớt sa tế mới ngon cả nhà nghe. Em vắt miếng chanh vào. Này mắm ớt này. Xin mời cả nhà. Không có rau rồi gì hết cả nhà ơi. Bún bò Huế thì hơi cũng hơi to một chút. Đây bò bắp này cả nhà. Bò bắp ngon quá. Chấm mắm ớt nè. Ăn tô bún bò Huế nóng hổi, trời ơi, ngon quá trời. Này gân bò nha cả nhà. Cả nhà thấy không? Đây, bò bắp ngon chưa? Đã quá cả nhà ơi. Bộ gân này cả nhà. Đi làm một ngày mệt mỏi vậy về có một cái tô bún bò sẵn này ăn ngon quá trời ngon luôn nha. Có gân đồ nữa cả nhà ơi, nhìn ngon dạ man. Gần đến mùa Noel á, cho nên là cái nghề của mình bận lắm, ăn uống phải nhanh luôn á, ăn giờ giấc nó không được bình thường, ăn trễ lắm. Nhiều lúc mà đang đông quá mà mình đói bụng vô ăn mà thấy khách đợi ở ngoài á, mình cũng ngại ăn nhanh 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 đi ra là. Ừ.
Không biết cả nhà sao cho mình á, là mình thích ăn nước nước à, như là bún bò Huế này này, ngon chuẩn luôn. Cái sa tế nó thơm mùi xả dễ sợ luôn á. Anh xã mình ăn bên cạnh nhưng mà ngại vô tivi cả nhà. Đẹp trai quá anh. Cái mỡ cho nên là cái môi mình nó bóng. Bên này Noel thì học sinh được nghỉ học 2 tuần, như con mình nghỉ học 2 tuần á. Sáng mình dậy sớm mình hầm một cái nồi bún bò Huế để ở nhà cho các con ăn ở nhà. Cho nên tối mình về mình có ăn sẵn luôn cả nhà. Ăn nãy giờ nhưng mới cay cả nhà. Cả ngày làm mệt mỏi quá, về ăn được cái tô bún bò Huế này làm nhất sách luôn cả nhà, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Vậy là mình ăn tối xong một tô bún bò Huế của mình rồi nha. Cả nhà ơi, cả nhà mà thích video của gia đình mình thì nhớ cho mình một like. Ai chưa subscribe nhớ cho mình một cái subscribe nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.